Ok, lại mình quay lại. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Chào mừng các bạn đến với game. Chào mừng các bạn đến với game Kyo Adventure, cuộc phiêu lưu của Kyo. Mẹ ngắn vào lở ra. Ok, nhìn như các bạn nhìn thấy ở đây là một cái màn hình của chính của game. Kyo Adventure là một cái game gọi là phiêu lưu. Một game phiêu lưu kiểu loại kinh dị. Cái thứ adventure to đùng kia chắc các bạn nhìn rồi gì. Cái thể loại cái lối chơi game này nó khác hẳn những cái game RPG khác, bởi vì nó thay bằng như các bạn thấy ở đây là nó dùng WSD thay vì dùng với lại GKIR với spec thì nó dùng để lấy súng sao ấy. Ok, chào các bạn, mình là Kyo. Mình 16 tuổi và mình đang học ở trường trung học vào năm nay. Kem trà xanh là thứ mình thích. Mình ghét dưa đắng bởi vì nó đắng. Mình đi cùng một bạn mình đến cửa hàng đến hôm nay. Đó thật là tin tốt khi chúng ta đã bắt đầu một sống mới ở trường học. Nó thực sự niềm vui bắt đầu. Đến thời gian di chuyển rồi. Đến thời gian đi, đến lúc đi rồi. Bạn này cũng thật ra mình nghe thấy một bên tai rồi. Mình nói thề ở trong đây nó có cái điều hòa. Đây là cái điều hòa trong Roxy London này. Ở ngoài nó như ở bên ngoài nó cứ như đốt cháy mình vậy. Well, where ba mình đâu rồi? Kêu tụi tớ đây. Tớ đến đây. Tao đến đây. Giết chúng ta đã chúng tớ đã đến đâu rồi đấy? Khoảng một tiếng trước. Chúng ta đã đến đi. Con này đi chuẩn mình đang dịch sang nghĩa khác. Đùa quấy đùa thôi, chúng ta ở đây đâu rồi? Không vui à? Tớ thực sự biết thừa các bạn nó đang chặt phá. Con này nhìn mặt nó có vẻ sốc hơn con kia nhiều này. Nó sốc quá. Bắt bài vậy. Mình bị điên thật. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái các bạn đã ăn chưa đấy nào. Xin lỗi về điều đó. Chúng tôi thực sự đói. Thế như là bọn này đến giờ lâu quá rồi nó không đợi được con này nữa nên nó ăn trước. Con này đến là nó sẽ ăn sau. Cái tiệm không tồi phải không? Đợi bọn gì này lâu lắm. Lắng chỗ ở mặc dù là nó hơi một tí nhưng mà tự thấy kinh được. Chúng ta đang học cùng với nhau ở trong trường trung học, điều đó thật tuyệt vời. Reset 3 điểm, điều đó thật tuyệt khi chúng ta quay lại nữa. Hay có nghe là trong nước của chúng ta có mấy anh chàng đẹp trai chưa? Thật chứ? Thật chứ? Really? Đúng rồi đấy. Họ là những ngôi sao lớn. Mình thực sự mong chờ rằng chúng ta có thể có cuộc hẹn với họ. Đừng nếu tôi là một chàng đẹp trai, tôi sẽ hẹn hò với một cô gái khác. Còn nói nhanh thì nhảm nở nhỉ? Ai là cô gái khác? Giống như cậu. Stop. Cậu cũng muốn đi có một cuộc hẹn không? No. Khá là mệt nếu chúng ta học quá nhiều.
Được, ổn rồi, tớ sẽ sao chép bài tập về nhà của cậu một lần nữa. Hay, tớ cũng vậy. Tớ, điều đó không tốt lắm đâu. Ha, tớ đi lấy đồ ăn đây, làm đại một tí. Cái bàn này rõ ràng là bàn cho hai người mà. À, khỏe không? À, tôi có thể giúp gì cho bạn? Hello, một cái hamburger, một cái bánh à, kia khúc cái đi. Và một cái và khoai tây chiên, cảm ơn. Ok, đợi một chút. Ôi như vậy. Đi cái mặt nó họ kìa. Sau khi con này nó hét và như kiểu là nó tỏa năng dịch cả. Động đất chai. Đau đầu quá. Mình đã ở đây bao lâu rồi? Không lâu. Mình nhớ là mình đang ở, mình đã ở trong trận động đất. Đây là đâu? Mình đang ở đâu? You need me. No sir. Where are you? Mình có thể sử dụng cái điện thoại của mình. Ok, chúng ta đã có điện thoại. Mình cần gọi cho họ. Nhưng mà bằng cách nào? Nó thật kỳ lạ, mình nhớ là mình đang ở, mình cần ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Mình đã tìm hiểu một tí về game này trước rồi, bởi vì là game này nó điều khiển nó kỳ lạ vãi cả trưởng này, nó cái lối chơi cái game này nó khác. Nó là một cái quần đùi à? Nó thật sự nhỏ bé. Chúng ta chỉ có 3 file save. Nhưng mà nó may nó save vô hạn. Một chút tranh kỳ lạ. Có một cái nút, tìm thấy một cái nút, bạn vừa nhận nó. Giết. Nghe là tiếng mở khóa thế. Hy vọng không biết thì tao tìm. Máy có thể đi một cách bình thường để cơ thể bạn ở lại xương và nội tạng. What? Nó nói cái gì vậy? Nhìn vào body. À, một cái vòng tay. Đóng vòng của nó vãi. Một cái bức tranh đáng sợ. Nó trông như có vẻ là nó bị mất một thứ gì đó ở đầu và ở trái tim. Đó, lock it. Vào đây chưa? Mảnh vỡ nó không có gì cả, đặc biệt cả. Đừng ra khỏi cái mê cung này. Cái gì cả mê cung thì cho chắc chắn, bởi vì là mình không biết mình đang ở đâu mà. Đây á. Mình nhớ là mình chắc chắn là mình đang ở cái vaccine London và một vài phần trước mà. Một mày nhái hãng của McDonald's này. Tuy nhiên nó cũng giống, có vẻ khá là giống cái hầm mộ thì hầm mộ. Ok, tất cả các cửa đều khóa, chúng ta vào một cái. Chúng ta có thể giữ ship chạy không nhỉ? Ok, và trong game này chúng ta không thể giữ ship để chạy. Không thể giữ ship để chạy. What the fuck? Cà chua ở đâu đây? Get the door. Nếu đây là trò đùa đó. Không vui vui nào cả. Chúng ta vào đây được. Có cửa vây, cửa tự động. Có ai đó ở trong ngoài này à? Điều đó thực sự xảy ra. Vậy. Nó toàn là cà chua. Ôi giời. Ôi cái gì á? Từ từ đã. Đây là một bức tường gai. Cửa khóa hết rồi. Vậy phải đầu tiên nghe rồi. Hy vọng chúng ta không có vẻ cái gì đây. Ôi nhanh nhanh nhanh. Không 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 không
Vào nhanh chứ chết. Đừng đi với. Điên, điên rồi. Thật là sợ sợ. Mình gần như sắp chết rồi. Sếp. Ok, sếp sếp sếp. Ok, sếp nào nữa. Không vui tí nào cả. Không một ai có thể thoát khỏi đây cả. Ô, đây như là kiểu nhà tù vậy nhỉ. Ui. Ô, con này bị bắt đây này. Wow, what happened to... Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Take my head. Mang đầu... Cái gì cơ? What? Điều đó có thể giúp cậu khỏi đây. Con nói cái gì? Ui. Con này nó tự làm rồi đó. Không, điều đó không thể xảy ra được. Mọi thứ đều ổn vài giờ trước mà. Đây là sự đáng mộ. Quên miếng dậy, quên miếng, quên miếng. Điều đó rất tiếc bạn đã đánh quên nhé được. Ui, ui, cái đầu nó thì sợ đi. Cứ thể này. Ok. Sợ vãi cái trưởng này. Mình có thể làm gì với cái phần còn lại không nhỉ? Không vui chứ nào cả, mình có tất cả là 100 máu khá là cao. Trong so với các game khác thì mình chỉ có 10 máu thôi. Sếp. À đúng rồi, từ từ nó đã có cái điện thoại mình chưa dùng nhỉ? Có cái điện thoại. Ôi, mày nhìn cái tổ sợ vãi. Từ từ, có ai ở đó không? Ô khí a. Bắt mình. Mình ra có gì được. Fuck. Chúng mày lừa đảo vãi cái trưởng ra ấy. Lừa người ta vãi. Không thể tắt được à? Thôi xong rồi. Mình chóng mặt quá. Mình thoát cùn gì được. Chúng mày chơi nhau vãi không thoát được cơ. Không. Mình có thể loát lại game không? Khó thở quá. Ok. Mình mặc vào kìa. Thử lại. Chúng ta reload bằng cách nhấn R. Ok. Tao nhấn R rồi, mà chúng mày không cho tao. Đấy là... Mày nó đang ở ngoài phòng á? Ok, vậy làm chúng ta biết không nên vào cái phòng đấy. Không nên vào cái phòng tiệt đấy. Không nên vào cái phòng tiệt đấy làm gì cả. Nó khóa mình lại ở trong đấy và nó xả ra để chết. Cứ lần là... Ui! À, cô không phải cậu này. Thách mai hát, mang trái tim tôi đi. Nó sẽ giúp bạn. What the fuck? What? What the fuck? What the fuck? Mày lấy tim nó thật à? Để ở đâu? Sao nó tự hỏi tao đấy? Để ở đâu? Đây là mày không phải không? Bởi vì cái game này nó không cho mình tự xếp bất cứ thời gian nào cả nên là mình phải cẩn thận không để ăn vỡ mồm bên này. Vậy là mình đi thu thập của nó à? Sao game này kinh vậy? Sao game này dã man vậy? Ui! Ra khỏi ngay, không vào đây nữa, không thể vào đây. Đâu là chúng ta phải vào. Kinh khủng quá. Đây là đâu?
cô đang ở đâu? Giúp tôi với. Mày mày sống đấy. Mình cảm thấy trong mặt quá. Nhưng còn cái đống này không sống lại được rồi. Bây giờ là cái này á. Mày ơ có sao kìa? Nhặt con dao nhanh. Con dao đấy. Cái này ra ngoài tránh con giếng này. Không làm được cái gì cả. Phát. Chết đã. Mày không muốn tự tử trước khi quá muộn không? Mặc dù là chết là nó an toàn hơn cả. Cái này mình ăn nồi này này. Oh my god. Ok. Ui. Máu đâu rớt xuống đấy. À không, đấy là chỉ là sốt cà chua đấy các bạn ạ. Không không không. Vậy là chúng ta được cảnh báo là không được vào phòng đấy lần nào nữa. What the fuck? What the fuck? Ô quên, mình chưa đọc mấy cái tờ này. Không ai thể thoát cái này đọc rồi. Ôi, mọi người đều bị chết. Điên rồ. Thật là điên rồ. Thề là mình vẫn còn sợ luôn nhá. Nhưng mà tại sao bọn nó lại nói là ấy nhỉ? Mang cái một phần của bọn nó đi nhỉ? Cái con này lúc đầu nhìn mặt nó khác, bây giờ chặt đi nhìn nó ghê vậy. Bên ô là cái cửa này này. Ok, chúng ta có thể vừa sang bên này được không? Mình vừa sang bên này được không? Có phòng chết tiệt, mình không vào được nào đâu. Nó định dồn mình vào góc tường à? Ok, vậy là mình có chết không nào được, không được nào mà đường này. Mình có thể vẫn cảm giác được nó, mình nếu cái nó mình vẫn cảm giác được là mình không nên quay lại đây một lần nào nữa. Mình không nên chơi game mình một lần nữa. Ui, à, giờ hết cả mình cái này chiếu bức tranh thôi, giải open the round rồi. Bảo một bức tranh kỳ lạ. Ai ở trong bức tranh vậy? Ok, vậy là trong này không còn gì khác nữa à? Chán đi. Ok, vậy là cái phòng khí ga cứ có vẻ nó quan trọng nhỉ? Ồ, giờ mình phải đắp đầu cái mặt của nó vào đây. Để xem nào. Ui, nhìn ghê vậy. Có búp bê này sống dậy nó đuổi theo mình à? Mày đi làm gì? Nghe chứ một quá ghê, chúng ta vào cây này phòng cũ để xếp. Mình không muốn bị thông nắt đây gì nào cả. Cái game này không cho mình chạy tí nào cả. Mình hy vọng mình không bị đi còn được. How can I do that? Phát cả chúng mày vừa liền. Ok, chúng ta vào phòng này. Đây là một cái nhà tù bậc thang. Uầy, mình ghét nhất là những đứa ăn cà chua để đổ lung tung ra như thế này. Thật sự là rất bẩn. Chúng ta phải lau sạch nữa. Ta đến một tầng tiếp theo. What? Con gì đây? Đây là con gì? Ôi, mẹ anh mày khét vừa đấy. Dán. Có nhiều dán quá. Nhưng mình cứ thấy sao đây này à. Nó có mua đây người mình là nó ăn không nhỉ? Chắc có. Hy vọng không. Hy vọng là không. Ok, chúng ta uống khẩu súng kìa. Ngon. Chúng ta có rất nhiều đồ vật đây có thể dùng được. Chúng ta này, băng đạn này, một cái chữa trị ở đây này. Ok, chúng ta có một khẩu súng. Ok, quên không đọc rồi, mình có thể lấy nó. Mình cần phải lấy nó. Mình
có thể sử dụng nó, mình không thể sử dụng lại được. Mình có làm ra là lên mình cầm xuống đi. Pick the piston. Làm sao để chúng ta có thể trang bị được súng này? 16 băng đạn. À, equip, equip. Ok, vậy nó dùng E để... Ok, chúng ta nạp đạn rồi. Bùm, ok. Ôi trời, phí mất đạn rồi. Có vậy là khi mình cầm súng mình sẽ bị đi chậm lại. Ok. Vậy ra sử bắn thử. Phải là sao lại ta phải bắn cái mấy cái con này. Đi theo dấu vết của chúng cả, chúng ta sẽ thấy được cái gì đó. Sao giá nó lại bầu hết được một lũ tưởng mày nhỉ? Tất nhiên rồi. Mình mẹ có cách nào để đi nhanh nhỉ? Ok, chúng ta cần phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, mình nghĩ là vậy. Thế quay ra sau một trận đấu đất chúng ta rơi tít này rồi nhỉ? Ui! Con gì đấy? Ui! Trang bị súng nhanh. Đừng đến đây. Fuck ma nha mày. Fuck, phí mắc bánh dạng tao là mình đấy cả hả? Cái tiếng gì ấy, kia kia vai. Ok. Tốn chết, chết rồi, tốn bao nhiêu đạn rồi, fuck. Thôi chết, còn đúng một viên nữa thôi. Chúng ta phải tiết kiệm rồi. Có quá nhiều quan tài đây à, mình cảm giác như có thể đám zombie. Đừng có nói vậy, tao giết bà bây giờ. Well, đây là một nơi ẩn thấp, di chuyển thế nào? Thì mấy anh zombie ơi, mấy anh có thể bình tĩnh hộ em tí được không? Hy vọng là mấy anh không đừng từ đâu chui ra được. Có gì đặt trong đây? Ui, súng gì đấy? Từ từ đã. Phòng này cần rất nhiều đạn nên mình không vào phòng này nữa, không chơi nữa, phòng này không chơi. Chúng ta bắt buộc phải vào, không có thể là rất phí đạn luôn đấy. Phòng này không đi. Thế có hộp gì ở đây? Có chỗ xếp. Xếp. Đây hết bàn lắm. Ok, xếp rồi. Ôi, what the fuck? Mày có chết chết cắm ở đấy không? Ui, con mẹ nha mày. Mày là mấy ô vô này nó bẫy à? Chứ nó không phải là cái gì đã. Ồ, cắm vào cái chỗ hiểm à.
vai thật. Đây là cái thể loại game gì vậy? Phải đi cẩn thận được. Cái này mình vào phòng không đi sai này. Anh không biết là mấy cái này có gai không? Một cái chìa khóa khổng lồ, biết gì? Nó nặng quá, chở được. Nói chắc mình cả này sự to giúp của cái thế giới kinh khủng này đó. Như đây chẳng hạn. Một viên đứt. Chắc phải là gì không? Không. Mày ơi. Nói tiếng đi. Oh my god. Súng. Súng đâu? Ơ kìa, cái đạn à? Fuck. Cái búa nó lấy rồi cả. Welcome to Scream Garden. Mà thứ đấy được xóa ở trong cái đây, trong này là trong người của nó à? What? Người bắn chết này được không? Thử xem nào. Không, chả được. Cái ra ngoài được kệ đi. Khí thể ra vãi. Thế quái ra mình vào trong người nó được quái vào được mình. Tạm bộ về là mình phải để sau này phải đi. Đi bắt này tạm xem. Kinh vãi trưởng này. Ok, vậy là mình nó không xếp đây làm gì nhỉ? Chìa khóa thì không biết để làm gì. Cháy mấy quan tài xem nào. Ôi, ôi, cái gì thế anh này? Có gì này? Fuck chơi này mày, đi nhảy ra ngoài. Nổ hết tạp gì? Ô, khuất, có gì vậy? Đó là có cái gì đúng ở đây không? Còn gì không? Không có gì nữa. Đó là có cái gì đó ở đây nhá. Mày vào trong này đúng không? Chắc chắn là mày vào này. Ê, cái đó hay tóc đi. Sao mì nhỉ? Ta không thể giữ ship để chạy được. Nếu vậy chơi game nào vậy? What? Ok, vậy chúng ta đã vào đến nơi an toàn rồi. Vậy là tập đầu tiên chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Kinh vời. What the fuck. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong tập sau của Kyo Adventure. Thế đấy, nếu các bạn thấy hay hãy like.
share, subscribe để chia sẻ ủng hộ mình. Bên dưới điều đó hoàn toàn miễn phí. Hãy ủng hộ mình để mình có động lực làm video. Bye bye.